Sáng nay chợt tỉnh dậy anh lại thấy nhớ em, liệu rằng giờ này em có lỡ quên giờ chẳng gặp mặt sẽ trở nên lạnh nhạt hơn. Mỗi ngày anh đừng nghĩ về em mỗi giây, nhưng khi hỏi anh lại trôi đầy, sợ một người sẽ tới đây mang em đi vào cung đã lâu mà chẳng ai dám nói. Em luôn tươi tắn như là dạ quỳ, không ai đứng nhất vì em đã nhì. Dẫu cho mai này hay ta già đi, tình anh vẫn đầy dù em xa xôi. Nhau cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói thành câu. Mình thương nhau cũng đã lâu, chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau. Vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa, rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta ba lời khả năng.